Việt Hương giàu như thế nào khi cho ông Đoàn Ngọc Hải 1,7 tỷ không cần đắn đo và suy nghĩ? Cách đây vài hôm thì vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương gây bất ngờ quyết định tặng 1,7 tỷ đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để mua xe cứu thương mới to hơn, chở được nhiều thực phẩm hơn, giúp đỡ bà con nghèo. Cụ thể, khi cùng ông Đoàn Ngọc Hải di chuyển đến một địa điểm ghi hình, chứng kiến sự ấm áp và tình nghĩa của ông, cũng như thấy được những hạn chế của chiếc xe cũ mà ông sử dụng để giúp đỡ mọi người, nên Việt Hương quyết định bỏ tiền giúp đỡ. Khi ngồi nói chuyện với anh, tôi thấy anh Hải rất ấm áp, nghĩa tình, say mê với công việc từ thiện. Anh kể từng chở một chị tên là Thúy Kiều về quê. Chị không sống được quá 2 tiếng đồng hồ, phải chạy thật nhanh. Vậy mà nhà chị cách đó cả 100 cây số, khi chạy giữa đường thì chị đã mất. Chiếc xe của anh Hải không chạy nhanh được, xe cũng hỏng liên tục vì anh hay chở nặng. Ngoài chở bệnh nhân, anh còn chở thực phẩm, đồ ăn cho người nghèo. Tôi nghe thế thì hỏi anh, nếu mua một chiếc xe mới tốt hơn thì bao nhiêu tiền? Anh bảo ở Việt Nam, xe cứu thương đúng chuẩn, chỉ có xe anh đang đi, đắt nhất là 700 triệu đồng. Anh cũng đã bán chiếc xe hiệu để mua chiếc xe này và phục vụ cho công tác thiện nguyện. Tôi nghĩ mình nên mua cho anh Hải một chiếc xe tốt hơn. Ngày trước tôi đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng không đủ sức làm. Vì lái chiếc xe này không phải là vài ngày xong đâu. Như anh Hải đã lái chiếc xe này 7 tháng, tôi quyết định đồng hành cùng anh nên đã hỏi mua chiếc xe tốt hơn, nhập khẩu ở châu Âu với giá 1,7 tỷ. Nghệ sĩ Việt Hương sinh năm 1979 ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2007, Việt Hương định cư ở Mỹ. Nữ danh hài thành công trên nhiều lĩnh vực, từ điện ảnh đến sân khấu hài và tham gia nhiều game show truyền hình khi hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại và trong nước. Cùng với Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hương là một trong những nghệ sĩ hài đắt show có mức cách C, luôn ở top cao nhất showbiz Việt. Từ cách đây nhiều năm, một số nguồn tin cho biết thù lao của cô mỗi lần ngồi ghế nóng game show là khoảng 80 triệu đồng một tập. Còn cát xê cho một vai diễn trong bộ phim điện ảnh của nữ danh hài lên đến 1 tỷ đồng. Ở tuổi ngoài 40, Việt Hương đang sở hữu khối tài sản kết xù mà nhiều người mơ ước. Dù chưa một lần khoe mẽ với công chúng, nhưng qua những điều mà bạn bè và chính cô chia sẻ, mọi người biết được cô có cơ ngơi hoành tráng ở trên nước Mỹ và cả ở Sài Gòn. Cơ ngơi của Việt Hương tại Mỹ từng được Vi Oanh chia sẻ trên trang cá nhân trong một chuyến ghé thăm nhà đàn chị. Theo đó, căn biệt thự có thiết kế sang trọng với màu trắng chủ đạo, có sân vườn trồng những loại cây đặc trưng của Việt Nam. Ngoài ra, thì nữ diễn viên sinh năm 1976 còn sở hữu một biệt thự đắt đỏ tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình thăm nhà người nổi tiếng, nữ diễn viên tiết lộ cơ ngơi của cô gồm 5 tầng với nhiều cây xanh tạo cảm giác thư giãn thoải mái. Đây chính là chốn đi về của Việt Hương trong những ngày hoạt động nghệ thuật tại quê nhà. Ngoài ra, có thông tin cô còn sở hữu hàng loạt căn hộ cao cấp khác nằm rải rác khắp Việt Nam.